Chiều nay ngày 29 tháng 2, Chùa Minh Ngộ Gia Lâm Hà Nội phối hợp cùng các cơ quan ban ngành và chính quyền địa phương phát động Tết trồng cây và thả cá phóng sinh góp phần bảo vệ môi trường. Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây, 20 cây vải, 20 cây mận cùng một số loại cây đã được Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội, trụ trì Chùa Minh Ngộ cùng các cơ quan ban ngành trồng tại khuôn viên chùa. Ngoài ra, chùa cũng phóng sinh 2 tạ cá chép. Tất cả đều được chọn kỹ lưỡng với tâm nguyện đào hồ phóng sinh, tạo phúc đức nguồn sống cho sinh vật. Chùa phát động để trồng cây xanh tại chùa Minh Ngộ để phủ kín ngôi chùa, có bóng mát cho toàn dân. Cái thứ hai nữa là phóng sinh toàn bộ cá chép. Cái phong tục cá chép thì vượt vũ môn. Thế thì thầy, cái tâm nguyện của thầy cũng giống như Phật tử, nhân dân Phật tử ở đây là thả toàn bộ cá chép, cầu nguyện cho quốc thái dân an, cầu nguyện cho tất cả mọi người, nhân dân Phật tử được thân khỏe tâm an và lấy lòng từ bi của Phật làm đầu. Những hoạt động này không chỉ giúp làm đẹp cảnh quan, tạo bóng mát cho người dân mỗi khi tới chùa, mà còn góp phần làm đa dạng môi trường sinh học, nhân rộng ý thức bảo vệ môi trường cho Phật tử và nhân dân địa phương.